chiều nay là cho quay đây nhìn đẹp quá. Hồ bơi ra đó. Hôm nay là điệu múa ngày Tú Khuê Mia được 16 tháng tuổi. Điệu múa này được thực hiện tại Westminster, California, nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên nhiều người thì nói rằng qua cái việc mà ông ta đã xa thải hàng loạt, bây giờ lại trở lại làm cho người ta cũng có một tiếng bất an, các nhân viên làm việc cho cái công ty này. Và từ đó sáng nay là đi Old Village Huntington Beach với cả nhà. Hôm nay ngày Tú Khuê tròn 16 tháng. Các chào ông ngoại, xin phép ông ngoại đi mau lên. Ông ngoại con đi chơi. Hôm nay con lớn rồi, con đi ra ngoài một mình không cần ai dắt. Chào ông ngoại này đó, hai ba ông ngoại nha. Đây là xe của chị Vân Khanh đây, chị Vân Khanh tới đón ba mẹ đi đây. Đây là ngôi làng cổ được xây dựng theo phong cách của Đức. Đây chị Vân Khanh, Thanh Tú Khuê, mẹ Thanh Tú. Cái post bưu điện này, giờ ít gặp lắm này. Cái trạm bưu điện thoại này, ngày xưa người ta gọi điện thoại đấy. Phía xa xa là khách sạn Huntington, mà cách đây 4-5 năm gì đó, ba mẹ đã ở đó khi sang thăm ông bà ngoại. Màu xanh trắng đây nghĩa là gì nè? Cái cột màu xanh trắng này đó là màu cờ của tiểu bang Bayern của Đức. Hai chị em dễ thương lắm. À. Đây là gọi là tiếng Đức gọi là Lederhose, là cái quần da của người Bayern. Đây là chiếc váy truyền thống của người Bayern.
Con đường ở đây có một đường khi lối vào có tên là Marienplatz, quảng trường Đức Mẹ. Đó là lấy theo quảng trường chính của thành phố München, thủ phủ của tiểu bang Bayern. Một con đường phố của Đức nhưng mà tại California, tại Westminster. Ở phía trước người Đức gọi là Beer Garden, tức là cái chỗ người Đức người ta hay uống bia ngoài trời. Vườn bia có thể mình gọi là như vậy. Ngôi làng còn giữ hoàn toàn theo phong cách cổ. Đó, hai mẹ con quay đi lại đây đi. Mia. Mia đang đi thăm một con đường phố của Đức nhưng mà tại California, tại Westminster. À, cái góc này đẹp nè. Mẹ ngồi nữa à, đó. Luôn luôn là có cái niềm vui là muốn phải có mọi người xung quanh mình. Mia vậy, có mẹ, có ba, có chị. Cả một không khí của châu Âu, Đức ngay tại đất Mỹ. Một cái điều rất tình cờ cô Tú chọn chỗ này để ngồi lại. Cái nhà này số 39 làm nhớ tới trường nhạc Bach ở 39 Hoa Lan. Quay đúng không thầy? Mẹ.
Chúc Huy đứng ăn bánh ngay giữa phố Đức. Đằng trước mặt có cái nhà gọi là Rat House. Rat House tức là tòa thị chính. Mami đây. Đối diện với Rat House là cái nhà nguyện nhỏ. Nhà nguyện này có cái tên là Apostelkirche, nhà thờ các thánh tông đồ. Đây là Rat House, phải hiểu là tòa thị chính. Đây là nhà thờ các thánh tông đồ. Trên cửa nhà thờ có dòng chữ Kommetär zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Đây là câu nói trong kinh thánh. Thánh lễ hàng tuần. Đằng xa đằng kia là khách sạn mà ba mẹ ở chứ chưa có Tú Khuê. Và bây giờ ngay bên cạnh đây là Tú Khuê đang ngồi đây với mẹ đấy. Cô gọi vô kêu Khanh ấy. Khanh. Nó chỉ đạo hết mọi người. Mia chỉ ghế và gọi chị Khanh. Mẹ ngồi kìa. Gọi mẹ ngồi vào. Ba quay phim, ba ngồi đùi con hả? Ôi trời, ba ngồi đùi chú Khuê hả? Mẹ Bella ngồi ngay trước tiệm bán đàn violon tên là Bella Musica, nhạc hay. Hôm nay mọi người đi mừng sinh nhật 16 tháng của Tú Khuê. Tại quán Huế ơi. Làm loạn cái quán người ta lên. Lần đầu tiên ăn bánh nào mới kêu ngon. Hôm nay 16 tháng 10 Mia thức ăn bánh đào chén, thức múc.
lần đầu tiên được ăn bánh bèo chén, rất giỏi biết chưa, vỗ tay hay quá.